nay Zumbi làm cái live này lại tiếp tục nói về cái vụ Động Tâm đưa những cái kẻ thù ác ra trước vành ngựa trước pháp luật, dành cho những cái kẻ đó một cái bản án thật là thích đáng. Theo như chúng ta được biết ấy, thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo vào ngày 7 tháng 9, tức là còn 2 ngày nữa, hôm nay mùng 5 này, thì sẽ đưa ra xét xử cái vụ án sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong cái vụ án ở Đồng Tâm đổ xăng làm chết 3 chiến sĩ, đổ xăng chết 3 chiến sĩ ở xã Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Lợi dụng cái sự kiện này, các đối tượng chống phá đã sử dụng mạng xã hội để đăng nhiều bài viết, video, clip bóp méo xuyên tạc sự thật nhằm chống phá, cụ thể trên các trang tin lề trái hay trong các trang blog cá nhân của các đối tượng dân chủ cuội, các thế lực phản động trong và ngoài nước đều có đăng tin chia sẻ một vài status liên quan đến cái vấn đề vụ việc Đồng Tâm này. Chúng đưa ra những cái luận điệu chính quyền tiếp tục đàn áp người dân xã Đồng Tâm để làm gương răn đe người dân cả nước phải quy phục chỉ đạo của chính quyền, rồi thì vu cáo chính quyền phải phủ nhận trách nhiệm trước cái chết của Lê Đình Kình. Phiên tòa sắp tới đã được sắp xếp để buộc người dân xã Đồng Tâm phải chấp nhận mất đất, vân vân. Đây đúng là cái luận điệu xuyên tạc đốn mặt của các nhà đấu tranh dân chủ cuội, đặc biệt đấy, như các trang báo BBC này, Việt Tân này, Người Việt của Phạm Minh Vũ này, bọn chúng ra sức công kích cho rằng chính quyền tiếp tục đàn áp người dân ở xã Đồng Tâm. Đấy. Hành vi của nhóm đối tượng Đồng Tâm trong việc mượn cớ đòi đất để gây sức ép với chính quyền thực hiện các vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây trọng tội giết người là rõ ràng như ban ngày, không thể phủ nhận xuyên tạc được. Đấy. Mà bọn chúng cứ suốt ngày là xuyên tạc bịa đặt, nói chính quyền đàn áp giết Lê Đình Kình tay không tấc sắt, vân vân và vân vân. Nhưng mà trong khi đó, lúc người ta tiến vào cơ quan chức năng, người ta tiến vào nhà Lê Đình Kình tiêu diệt tên Lê Đình Kình, ở trong tay còn cầm một quả lựu đạn, và ông ấy bảo là hô nói rằng bọn mày tiến vào tao cho bọn mày chết, chết chung. Là ông ấy hô như vậy, bắt buộc cơ quan chức năng người ta nổ súng tiêu diệt tên Lê Đình Kình. Không thể hiểu được đến thời điểm này vẫn có những kẻ đốn mặt, cố đấm ăn xôi lên tiếng bao biện cho cái tội ác đòi thả tự do cho 29 kẻ ác nhân này. Những cái kẻ mà các đối tượng dân chủ đang ra sức bênh vực kêu oan kia đã thiêu chết không chỉ một mà ba công an đấy, không phải là ít đâu. Mà chúng đổ xăng ra chậu, đá chậu xăng xuống dưới, và người ta đã dùng cái bộ đàm ấy, kêu gọi ra ngoài kêu cứu bao nhiêu lần nhưng mà không thể tiến vào được. Bọn chúng lại tiếp tục đổ xăng tưới lên và thiêu sống ba chiến sĩ đó, một cảnh tượng rất là đau lòng. Mà nói bọn chúng nói bảo là đàn áp cái gì, những cái kẻ này, chính những cái kẻ này đã cúi đầu nhận tội ác của bọn chúng. Bọn chúng khai ra rằng đã dùng bom xăng lưu đạn giao phóng để tấn công lực lượng chức năng, thử hỏi thách thức pháp luật, coi thường tính mạng con người, như vậy có oan hay không. Rõ ràng đưa ra xét xử những cái kẻ giết người, chống người thi hành công vụ trong cái vụ Đồng Tâm đó, là đảm bảo nghiêm minh, tính nghiêm minh của pháp luật, thượng tôn của pháp luật, không có gì gọi là oan khuất cả, không có gì là đàn áp cả. Cái quá trình phạm tội của các đối tượng đã quá rõ ràng và không thể chối cãi được. Theo cáo trạng số 241, cáo trạng viện kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu rất là rõ rồi. Biết rõ đất cánh đồng sành ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là đất quốc phòng, đã được thanh tra thành phố Hà Nội và thanh tra chính phủ kết luận. Tuy nhiên, đối tượng Lê Đình Kình đã cùng Lê Đình Công, Nguyễn Đình Biết Hiếu, Nguyễn Văn Tuyền và một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm thành lập tổ đồng thuận, mục đích chiếm
loại đất đồng sình chia nhau. Kể từ năm 2017 đến nay, đối tượng Lê Đình Kình đã chỉ đạo tổ Đồng Thuận và nhiều đối tượng khác gây ra hàng loạt vụ gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản. Mà mọi người nhớ, vào năm 2017, đối tượng Lê Đình Kình này đã chỉ đạo cái tổ Đồng Thuận bắt giữ 38 cán bộ cảnh sát, 38 chiến sĩ cán bộ cảnh sát cơ động và tưới xăng lên người, dọa đốt thiêu sống họ. Đối tượng Lê Đình Kình ấy, cùng đồng bọn đã gom tiền mua 10 quả lựu đạn này, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua khoảng 10 tuyếp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá làm mùi nhùi, mua pháo. Thậm chí trên clip ấy, có ông còn tuyên bố rằng ở khu vực chúng tôi ấy, gần nhà máy thuốc nổ nên có cả thuốc nổ. Bọn chúng tuyên bố nếu công lực lượng công an, lực lượng chức năng tiến vào sẽ giết chết 300-500 người. Trong cái clip ấy có. Bọn chúng mua những cái thứ này là về để nhằm tấn công lực lượng chức năng, tuyên bố nếu lực lượng công an tiến vào là bọn chúng sẽ xử lý, mà sự thật là đã giết chết 3 chiến sĩ cảnh sát. Xét cho cùng, mục đích mà các đối tượng dân chủ lợi dụng phiên tòa sắp xét xử nhằm kích động người dân chống phá, khiến họ mất niềm tin vào chính quyền, tạo cớ cho các đối tượng phản động thế lực thù địch ở bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Và qua đó, bên ngoài sẽ sớm bơm tiền, vật chất cho các đối tượng dân chủ ở trong nước vì cái thành tích phá hoại đất nước. Đấy. Trả lời phỏng vấn của phóng viên VTC News về việc xảy ra ở Đồng Tâm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nhấn mạnh, với các hành vi chống đối như ở Đồng Tâm là hành vi vi phạm pháp luật, căn cứ theo tính chất mức độ đến đâu thì xử lý tới đó và phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bất kể người đó là ai, đất nước này phải có tôn ti trật tự. Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh như vậy đấy. Tiếp tục, VTC News phỏng vấn một vị đại biểu Quốc hội này. Ông này là Vũ Trọng Kim, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Dương. Ông ủng hộ quan điểm của Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức. Ông Kim cho rằng việc quan trọng là phải tuyên truyền cho người dân hiểu về pháp luật, về chính sách. Nhưng với các hành vi chống đối vi phạm pháp luật thì cần phải áp dụng các biện pháp bắt giữ ngăn chặn. Người dân phải thực hiện theo đúng pháp luật và phải duy trì. Bất cứ đất nước nào cũng có thể chế, chứ không phải riêng gì ở vụ Đồng Tâm. Bất cứ ở đâu, việc không tuân thủ pháp luật bắt buộc phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật, ông Kim nói. Lên án mạnh mẽ tội ác giết người của những kẻ nổi loạn ở Đồng Tâm, luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ hành vi này là rất đáng lên án, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính quyền đã tạo cơ hội vận động, giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành pháp luật, không áp dụng triệt để các chế tài của pháp luật. Nhưng nhiều đối tượng vẫn còn ngoan cố chống đối và hung hãn hơn. Đối với như ở nước ngoài, chính quyền người ta đưa ra yêu cầu đàm phán như vậy, không chấp nhận thì nó xử lý nghiêm, xử lý thẳng tay luôn. Không có chuyện để cho 3 chiến sĩ đâu hy sinh như vậy được. Như vị luật sư nói, việc bùng nổ sự việc này có thể, có lẽ là cơ quan chức năng cũng lường trước được. Tuy nhiên, một số đối tượng quá manh động sử dụng cả lựu đạn, bom xăng, dao phóng để chống lực lượng chức năng, bởi vậy cần phải xử lý nghiêm minh, triệt để trước pháp luật các đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Đấy. Mà trong 29 đối tượng này thì có 25 kẻ bị đưa ra xét xử về tội giết người. Dương Vy sẽ đọc từng người một. 25 kẻ đưa ra xét xử vì tội giết người: thứ nhất Lê Đình Công, thứ hai Bùi Viết Hiểu, thứ ba Nguyễn Văn Tuyển, thứ tư Lê Đức Chương,
thứ 5 Lê Đình Doanh, thứ 6 Nguyễn Quốc Tiến, thứ 7 Nguyễn Văn Quân, thứ 8 Lê Đình Uy, thứ 9 Lê Đình Quang, thứ 10 Bùi Thị Nối, 11 Bùi Thị Đục, 12 Nguyễn Thị Bét, 13 Nguyễn Thị Lụa, 14 Trần Thị La, 15 Bùi Văn Tiến, 16 Nguyễn Văn Duệ, 15 Lê Đình Quân, 17 Bùi Viết Niên, Bùi Văn Niên, 18 Bùi Văn Tuấn, 19 Trịnh Văn Hải, 20 Nguyễn Xuân Điều, 21 Mai Thị Phần, 22 Đào Thị Kim, 23 Lê Thị Loan, 24 Nguyễn Văn Trung. Đó là 24-25 kẻ truy tố về tội giết người. Còn Lê Đình Hiển, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng sẽ bị đưa ra xét xử về cái tội chống đối người thi hành công vụ. Đó, tổng hợp là 29 tên, 29 đối tượng. Mà cái đám nhà dân chủ cuội, đặc biệt là tên Tân Thái, Benny Trương, xong rồi nhiều các diễn đàn khác á, kể cả cái con Ánh Chi ở bên Đức, nó nói là ba chiến sĩ, ba người công an chết, không phải, không có thực tế, là cộng sản nó dựng nên. Đấy, nhưng mà Dương Vy sẽ đọc lại tên ba chiến sĩ này, rất là đau, nhưng mà Dương Vy bắt buộc phải đọc, đọc lên để cho nhiều người biết, không thì nhiều người nói bảo chính quyền vu khống. Thứ nhất là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thứ hai, Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, còn rất là trẻ, cán bộ đội chữa cháy và cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội. Thứ ba, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, tiểu đội trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đó là ba chiến sĩ. Trước sự hy sinh dũng cảm của ba chiến sĩ này, để bảo vệ kỷ cương phép nước, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng huân chương chiến công hạng nhất, Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc quân hàm vượt cấp cho ba chiến sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân. Đối với cái vụ việc này, phải cần đưa ra xử, xét xử nghiêm minh, trừng trị những kẻ đứng đằng sau, đặc biệt là những người có liên quan đến Tổ Đồng Thuận này, những người đang đương chức đương quyền mà có liên tới đới tới, cũng phải xử lý cực kỳ nghiêm minh. Con cháu của Lê Đình Kình, một số người đang đương chức đương quyền tại xã Đồng Tâm này, tại vì đâu mà cái thông tin cảnh sát người ta đến lộ mà bị tiết lộ? Ai đưa cái thông tin đó cho cái nhóm Đồng Thuận? Chỉ có người làm việc trong cơ quan của xã Đồng Tâm. Cái đấy Dương Vy không nhắc tới, nhưng tòa án người ta sẽ, với công an điều tra người ta sẽ trực tiếp làm việc, sẽ biết ai là kẻ đứng sau cái vụ việc Lê Đình Kình này. Thiết nghĩ rằng là trước những cái tội ác mà 29 đối tượng và đồng bọn gây ra thì cần phải có bản án nghiêm khắc để trừng trị, răn đe trước những cái kẻ khác, những cái kẻ, đặc biệt là những cái kẻ dân chủ cuội ở trong nước này. Ngay cả tên Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu hay con Hồng Thái Hoàng cũng có mặt ở trong cái đám nhà dân chủ cuội Lê Đình Kình này, cái đám ác ôn Lê Đình Kình này. Cho nên nhé, thành phần dân chủ cuội, những ai ấy, thậm chí những nhân sĩ trí thức vịt cũng đến tiếp cận với đối tượng Lê Đình Kình, với Tổ Đồng Thuận này, cần phải xem xét thật
kỹ lưỡng có hành vi nào tiếp tay của các thế lực thù địch không, hay tiếp tay cho Lê Đình Kình hay không? Mục đích của bọn chúng tiếp cận cái nhóm Đồng Thuận này là gì? Cần phải điều tra làm rõ, minh bạch, nhất là những nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước. Đó là những cái gì mà Dương Vy muốn truyền tải đến tất cả quý vị và các bạn. Vâng, một lần nữa Dương Vy xin kính chào tất cả các anh, các chị, cô dì, chú bác xem livestream của Dương Vy nhé.